bóc phốt ngành gym. Chấn động. Nè, con gái con đứa, thiền lại chút xíu đi, con dữ quá à. Bí mật. Mày kèm PT với cái già trên giường. Trơ trời. Những góc khuất gymer, chỉ có tôi, Di Nguyễn THOL mới dám chia sẻ đến các bạn. Cô mất điện thoại gì? Anh nghĩ người như tôi thì xài điện thoại gì? Tất nhiên là iPhone X rồi. iPhone X á thì tôi không có. Chỉ có 3 mắt thôi. Wow. Và đây là 100 triệu tiền đền bù tinh thần cho cô. Wow. Cô thấy THOL giải quyết như vậy có thỏa đáng hay chưa? Việc mất điện thoại thì tôi có thể bỏ qua cho anh, nhưng mà về đó tinh thần thì tối nay mình cùng đi ăn tối và giải quyết tiếp. Tôi không ngại cùng em đi ăn tối, nhưng sợ thành bữa tối của em. Tôi không ngại cùng em đi ăn tối, nhưng sợ thành bữa tối của em. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Có chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.